anh xin chào tất cả mọi người mình là Ren hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho mọi người bài tiếp theo bài số ba của tự học tiếng Hàn trung cấp hai chuỗi vào được phát sóng vào mỗi thứ hai thứ tư hàng tuần vào lúc 7h30 tối giờ Hàn Quốc tức là khoảng 5h30 chiều giờ Việt Nam nha bài hôm nay có chủ đề là kiri anh makilchul ô mình sẽ học ngữ pháp là cứ tưởng cái gì đó nhưng không ngờ là cái chuyện gì đó hoặc là đi riêng cứ tưởng là như vậy hoặc là đi riêng không ngờ là như vậy bây giờ mình bắt đầu luôn nha mọi người xin chào các bạn nè tú qua trò yêu cúc trước khi bắt đầu mọi người nhớ bấm like cũng như đăng ký kênh để ủng hộ và xem những video tiếp theo trên Ren Channel nha xin chào các chị ta bắt đầu nha mọi người nội dung chính của ngày hôm nay gồm những phần sau đây thứ nhất là từ mới thứ hai mình sẽ học ngữ pháp đầu tiên động từ tính từ ừ, real chul arata hoặc là mulata tiếp theo là ngữ pháp động từ khe hada. Tiếp đến là hội thoại và cuối cùng là bài tập thực hành. Bây giờ mình sẽ đi vào từ mới trước nha. Từ mới gồm 10 từ như sau. Thứ nhất, phung nhọc chọc. Phung nhọc chọc. Phung nhọc chọc. Ở đây, bà chim đặt cờ theo sau là n. Thì lúc này mình đọc là phung nhọc, phung nhọc. Đây, phung nhọc, phung nhọc ha. Mang tính là bạo lực. Phung nhọc, bạo lực. Và chọc. Danh từ mà theo sau có từ chọc thì thường mang tính là tính tính gì đó, mang tính bạo lực, có thể là game mang tính bạo lực hoặc là phim mang tính bạo lực thì gọi là 폭력적. Game. Game. im lên giọng Kim. Game. game bình thường thì đáng lẽ là mình đọc là Kim vì là chữ cờ. Tuy nhiên là cái đây là một cái từ có tính nước ngoài, tức là nó là từ tiếng Anh khi chuyển sang tiếng Hàn thì mình sẽ đọc lên giọng à Kim. Game. game mang tính là game tên của nó là game và mình biến nó thành động từ là game ha tự nhiên đang nói ở trên mang tính cái dưới mang tính luôn game có nghĩa là game và ha tà thì mang nghĩa là chơi game hoặc là game ha tà này mình cũng có thể dịch là chơi trò chơi ví dụ như là chơi trò chơi trên truyền hình thì người ta cũng hay gọi là game ha chơi trò chơi chơi game trung độc thuê tà trung độc ở đây mang nghĩa là trúng độc thuê đà là bị trúng thuốc thuê đà bị trúng độc ví dụ như mình bị trúng độc thực phẩm bị ngộ độc thực phẩm thì mình hay dùng là xích trúng thuốc thuê đà còn bị nghiện các bạn bị nghiện rượu bị nghiện kem bị nghiện cái gì đó thì mình cũng gọi là trúng thuốc thuê đà bị nghiện hoặc là bị trúng độc ha phù rư đà phù này thường mình sẽ nghe nhiều với nghĩa là hát ví dụ như là mình hát bài hát gì đó nụ đê 부르다 hoặc là 노래를 하다 노래를 하다 đều mang nghĩa là hát ha còn trong cái bài này thì nó mang nghĩa là gọi mình gọi mình kêu ai đó thì gọi là 부르다 부르다 hát hoặc là gọi thôi 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 thường theo sau là tính động từ bình thường á thì mình có làm cái gì đó đỡ hoặc là kém hoặc là ít hơn ví dụ như là đỡ đỡ lạc đỡ chơi game hơn thọ ra ta kim ra đà. ra đà. hoặc là bước đẹp đi đỡ đẹp đi ví dụ như nó rất là đẹp nhưng giờ nó nhiều tuổi rồi nó đỡ đẹp đi thì lúc này mình cũng dùng là thở thở đẹp phu ta đẹp kém hoặc là ít hơn ha đỡ gì đó chi mi chi mi mang nghĩa là sở thích ví dụ như là mình có sở thích đọc sách mình có sở thích là um, nói chuyện mình có thể thích là hát nhạc hoặc là sở thích là nhảy múa thì lúc này cái đó gọi là chimi ha tiếp tục mà rư chạy tịch tà mà rư ở đây mà là lời nói ha tà mới nghĩa là nghe nghe lời nói nhưng mình có thêm cái phó từ là tàl". mà rư chạy rất là nghe lời ha rất là nghe lời mà vậy thì không có nghe lời nó không có chịu nghe lời cái thằng nhóc này nó không có chịu nghe lời thì lúc này các bạn chỉ cần thêm trước cái từ ta mình thêm chữ ảnh vô là xong ảnh là mới nghĩa là không á mà rita luyến lên nào luyến chữ r lên mà rita mới nghĩa là không nghe lời kê kế số mình theo sau là động từ thì mới nghĩa là làm cái gì đó liên tục làm cái gì đó liên tiếp hoặc là cứ làm cái gì đó hoài ha còn ví dụ mình muốn biến cái này thành động từ thì kế xuống kha ta mình cũng có thể mang nghĩa là liên tục ha liên tục liên tiếp chích ta chích ta chích ta này mang nghĩa là chụp trong cái trường hợp mà mình chụp hình đó các bạn sa chi ta hoặc là các bạn có thể là yonaricita um, chụp phim quay phim á yonaricita rồi hoặc là mình có thể là x-ray 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 cái này là chụp ít qua đó các bạn x-rayicita thì mình cũng dùng là chụp ha. còn là ngược lại khác với cái từ ta có nghĩa là chụp á, thì nó còn có nghĩa là đóng ví dụ như là đóng con dấu đóng con dấu chích đã chụp ha con dấu của mình là thủ trang thủ, thủ trang thủ trang chích tả ở hàng thì hay dùng con dấu lắm nên là cái uh, từ chích đã Mình nghĩa là đóng mình thấy cũng dùng nhiều lắm ha internet 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 thì mình nghe quá quen internet nó là chữ tiếng anh internet có nghĩa là mạng là cái mạng lưới internet còn mình dùng là internet tha internet -tada nó mang nghĩa là mình lướt web ha. Mình lướt web hoặc là mình lên mạng mình chơi thì gọi là Internet hả đó Rồi, đó là phần từ mới. Bây giờ mình vào ngữ pháp thứ nhất của ngày hôm nay nha. Ngữ pháp đầu tiên, mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách chia như sau. Đối với tính động từ, tính từ hoặc là động từ, mình sẽ bỏ tà đi. Có bà chim thì mình dùng Ư. Không bà chim thì bỏ tà. Lấy chữ R làm bà chim cho nó. Ri Ư. Tách một cái. chul Tách một cái. Arata. À, Nhớ là chỗ này mình chia arata chia thì quá khứ nha arata. Nó sẽ mang nghĩa là cứ tưởng, cứ tưởng sẽ hoặc là cứ tưởng cái gì đó hoặc là cứ nghĩ hoặc là tôi nghĩ ra cái gì đó. Cứ tưởng là như vậy nè. Ví dụ như trời hôm nay cứ tưởng trời mưa. Mình thấy, cứ tưởng trời mưa. Trời cứ tưởng là lạnh lắm. Cứ tưởng là lớp học khó lắm hoặc là cứ tưởng là nhỏ này học giỏi lắm nhưng mà nó học rất, rất là dở đó là trường hợp mang nghĩa là cứ tưởng cái chuyện gì đó mình nghĩ là như vậy nhưng mà cái kết quả nó không phải là vậy thì mình dùng cứ tưởng và ngược lại không ngờ không ngờ thì lúc này mình có từ mụ rư tà mang nghĩa là không biết thằng không mình nhớ cứ tưởng bây giờ mình sẽ có là mụ rư tà mang nghĩa là không biết mà mình chia thì quá khứ thành là mụ lát tà mụ lát tà thì lúc này nhớ là chia quá khứ nha nó sẽ mang nghĩa là không ngờ không nghĩ rằng như vậy không nghĩ rằng cứ tưởng không tôi không nghĩ rằng nó lại như thế ví dụ như là cứ tưởng hôm nay trời mưa không ngờ là trời không có mưa hoặc là cứ tưởng nó học rất là giỏi nhưng không ngờ học rất là ngu chẳng hạn hoặc là cứ tưởng sách này hay lắm cứ tưởng phim này hay lắm nhưng mà dở ẹt đó, cứ tưởng cái gì đó không ngờ hai vế nó sẽ đối lập với nhau có thể là sử dụng trong cùng một câu cứ tưởng dày nhưng mà không ngờ như thế khác tuy nhiên á có thể dùng riêng ha ví dụ như hỏi em sao hôm nay đi taxi vậy trời cứ tưởng trời chứ cứ tưởng đường bị kẹt nên là đi bằng taxi đó ví dụ gì đi ha thì lúc này mình có thể đi hai đứa đi cùng một lúc hoặc là tách ra từng đứa đi riêng cũng được ha và lưu ý cái ngữ pháp này mình hay đi với cái như thế này tại sao không ngờ lại như thế này chẳng hạn hoặc là kudoke như thế kia hay đi với kudota uh, thả. và đây là trường hợp dành cho tính động từ mình có trường hợp nữa dành cho danh từ vì tiếng việt mình cũng có là cứ tưởng là đó các bạn cứ tưởng là cái gì đó danh từ mình sẽ có cái từ il tách một cái chu tương tự luôn arata mang nghĩa là cứ tưởng là Ví dụ như là trời ơi, nhìn bạn trẻ quá Cứ tưởng là 20 tuổi không á Ai ngờ 30 tuổi rồi Cứ tưởng là cái gì đó Cứ tưởng là cái gì đó Ồ, ờ, Mình cứ tưởng bạn là học sinh không á Hoặc là trời ơi, cứ tưởng người Hàn Quốc không nha đó Cứ tưởng cái gì đó Và tương tự mình sẽ có cái đối lập với nó là Không ngờ mình chia cái Arata này thành Mulata Cứ tưởng là học sinh Không ngờ là bạn là giáo viên đó nha Mulata hoặc là cứ tưởng này là sách của mày ai ngờ không phải này là sách của uh, uh, nhỏ kia <laughs> cứ tưởng không ngờ ờ, cứ tưởng là hai đứa là bạn thôi ai ngờ hai đứa là người yêu chẳng hạn đó, rất là đơn giản cứ tưởng là cái gì đó mình đi với danh từ cũng được và đi với tính động từ cũng được ha mình có ví dụ số 1 như sau không ngờ kim chi cay như thế bây giờ mình đi riêng à không ngờ kim chi cay như thế tức là mình nghĩ á mình nghĩ á là kim chi á nó cay nhưng mà nó không cay dữ lắm nên mình ăn vô mình ăn cái ăn vô ai ngờ cay xé lưỡi cái mình nói ôi không ngờ kim chi cay ghê không ngờ kim chi cay vậy luôn á không ngờ cái gì đó không ngờ không ngờ không biết mụ lách tả rồi bây giờ có ngữ pháp rồi ha kim chi chủ ngữ danh từ có bà chim thêm y không bà chim thêm ca nè kim chi tiếng hàn là kim chi cây cây ở đây là tính từ tính từ cây của mình là mẹp tả Lưu ý ha, những cái tính từ động từ nào có bà chim là Bí chữ bờ, lưu ý nha Như thế, như vậy, mình có là Cửa khẽ Rồi, dịch câu này sang câu tiếng Hàn như sau Chủ ngữ của mình là gì? Đưa nó ra Chủ ngữ của mình là kim chi, bóc nó ra nha Không có bà chim thêm ka. Kim chi gác Giờ đưa dịch lên à Như thế, cửa khẽ Rồi cây cây mình có mẹp tà mới hồi nãy mới nói lưu ý rồi ha đối với những cái tính động từ nào có bà chim là chữ bia chữ bờ theo sau nó là những ngữ pháp nào mà có nguyên âm tức là trong trường hợp này nguyên âm là những cái bắt đầu bằng chữ ngờ nè trong trường hợp này mẹp tà ví dụ nha ví dụ trong trường hợp này mẹp tà bà chim là bờ nè trong trường hợp bình thường thì có bà chim nên phải thêm là ư rồi ư chứ rồi không ngờ là một lát tá Ai miên. Một lát tá Chi vô luôn Một lát sợi u Đáng lẽ là mình phải chia như vậy Tuy nhiên Đây là cái lưu ý của nó Và chim là bờ Theo sau gọi nguyên âm Nguyên âm thì Bờ bị biến thành u Sau đó mới chia Tức là chữ bờ của mình bị biến thành u nè Bè Bờ biến thành u Bè u Bây giờ không có bà chim rồi Không bà chim thì Thêm cho nó thành bạch chim thêm chữ r làm bà chim cho nó bẹ ul vậy thì câu này của mình sẽ là kim chi ga cứ lúc kệ bẹ ul chul mồm kim chi ga cứ lúc kệ ul chul mồm lát sợi lưu ý chỗ này phát âm nha bà chim là hờ theo sau là cờ hờ theo sau là cờ ca thì lúc này chỗ này đọc là khờ bình thường rồi cứ lúc kệ 그렇게 그렇게 배울 줄 몰랐어요 là ta 로이 luôn ha. Bà chim r theo sau r chỗ này đọc là 몰랐어요. Kim chi ga Ví dụ số 2. Tôi cứ tưởng trời sẽ không lạnh nhưng không ngờ lại lạnh như vậy. Ví dụ như là mình tưởng trời không có lạnh mình mặc áo mỏng manh đi ra đường ai ngờ lạnh teo luôn thì lúc này mình sẽ phán lên tôi cứ tưởng trời không lạnh mà nhưng mà không ngờ lại lạnh như vậy. Thì dịch bình thường thôi mình sẽ có ở đây nó sẽ có đi là cứ tưởng và không ngờ đi chung với nhau luôn tức là một câu khá dài thì lúc này bình thường cứ tưởng là trời không lạnh đó giết thằng này trước sau đó thằng tiếp theo là nhưng không ngờ trời lại lạnh như vậy đó cứ tách ra từng cái mà làm là xong chủ ngữ ở đây là ai là tôi có thể dùng mà cũng có thể bỏ đó tại vì tôi mình đang nói chuyện với người ta hai đứa đang biết nhau rồi tôi lượt bỏ luôn cho nó bớt rắc rối cứ tưởng cái gì đó tưởng Arata đó đầu tiên ngữ pháp là Arata trời trời lạnh trời ở đây sẽ là chủ ngữ danh từ có bà chim thêm y không bà chim thêm cá trời thì thường mình sẽ đi với thời tiết đó đại ở bên Hàn Quốc trời là thời tiết đó nha còn mà nói là ông trời á thì mình sẽ có là ông trời là khác nha ông trời ví dụ như là ông trời thượng đế ơi hãy giúp tôi thì lúc này 하느님 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 잠깐 하느님 khi mình gọi ông trời hoặc mình có thể sử dụng là 하늘 bầu trời 네 하늘 hoặc là 하느님 하느님 <laughs> cứ tưởng cái gì đó sẽ các bạn lưu ý ha à, cái cái mà cứ tưởng cái gì đó đó thường á mình cũng có thể dịch sang tiếng việt mình thêm chữ sẽ mình cộng luôn vô cứ tưởng cái gì đó sẽ ha. vì sao vì mình tưởng sẽ như vậy nhưng mà kết quả nó đâu có như vậy đâu nên chữ sẽ mình cũng có thể thêm vô dính vào cái ngữ pháp này ha cứ tưởng sẽ nha cái này mình không có dịch, chữ sẽ riêng ra nữa vì sao mình có thể thêm chữ sẽ vô đây vì các bạn thấy cái ngữ pháp của mình à, cái này nó mang nghĩa là tương lai rồi đó các bạn nó mang nghĩa là sẽ đó mình có thể thêm cũng có thể bỏ vì trong tiếng việt mình với tiếng hàn á khi dịch ra thì nó hơi hơi lệch lệch nhau một chút nên là mình có thể bỏ thêm chữ sẻ vào và cũng có thể lược đi rồi không không cái gì đó không mà phía sau nó là tính từ mới nghĩa là lạnh là, là chút tạ lạnh à không thì mình có là ảnh mình có thể dùng ảnh tính từ động từ hoặc là chi tính từ động từ cộng với chi ảnh thả Thôi tùy các bạn muốn dùng gì dùng Rồi nhưng không ngờ Nhưng không ngờ ở đây mình sẽ có trường hợp Hai trường hợp đơn giản thường dùng Đó là nhưng cái gì đó Mình đi với ngữ pháp chỉ Hoặc mình có thể sử dụng với cái ngữ pháp là in niên, ninh Để nối hai cái vế đối lập nhau ha chỉ man hoặc là in mình dùng gì cũng được mà mình thấy cái ngữ pháp này thường hay dùng với in in rất là nhiều không ngờ cái gì đó không ngờ bộ đưa ta không biết vậy thì bộ lách ta sẽ là không ngờ rồi lại không ngờ lại dính vô cục luôn ha lạnh tính từ lạnh xuất ta như thế như vậy cái này thường nói là nó thường hay đi chung với nhau nè như thế như vậy ý đó thà như thế này đó ý đó khe chuyển câu này sang câu tiếng hàn như sau tôi chủ ngữ bỏ đi chủ ngữ được lượt bỏ rồi dịch từ đuôi dịch lên nha uh, 미안, 미안. tôi chủ ngữ lớn bỏ rồi còn cái thằng chủ ngữ nhỏ nằm đây nữa nè trời 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 trước chủ ngữ nhỏ ra trước đại sĩ không bà chim thêm ca đại sĩ ca rồi không lạnh không lạnh thì mình có là không là mình dùng với ạn đi ha lạnh là chút ta à. nè rồi bây giờ mình chuyển sang ngữ pháp cứ tưởng gì đó Lưu ý giống như trường hợp của số 1 Bà chim của thằng này là bờ Vậy mình nói lại ha Những cái tính động từ nào có bà chim là chữ bờ Ở đây ghi dấu sao đây nha Thì theo sau nó là những ngữ pháp có Nguyên âm tức là những ngữ pháp bắt đầu bằng chữ ư Trong trường hợp này là ư nè Riêng nè thì lúc này bờ bị biến thành u rồi mới chia Đó, lưu ý nhớ cái thằng dấu sao này dùm mình nha rồi, bờ biến thành u rồi mới chia Thì thằng bờ này mất nè Nó biến thành u Chu u Rồi, u không có bạch chim Nên thêm chữ r là bạch chim cho nó Chu u Tách một cái Chu Mình có là Cứ tưởng cái gì đó Biết là ta Cứ tưởng là Arata Đưa cái thằng ta vô Bây giờ mình thêm nè Nhưng Cứ tưởng là vậy rồi đó Nhưng mà Nhưng cái gì đó mình muốn dùng in in de. Ở đây quá khứ Thì mình chia giống Y như là định ngữ gì đó tức là chi giống định ngữ của động từ á động từ hiện tại dùng nên quá khứ tính động từ đều dùng với nên lượng nè quá khứ á da 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 miến còn định ngữ không phải là định ngữ mà cách chia của in DE nó hơi hơi khác một chút ha nó hơi hơi khác một chút cái từ từ quá khứ quá khứ thì mình vẫn chia với nên ha à ra nên quá khứ chỗ này nó hơi khác với định hưởng chút mà à ra rồi tiếp tục không ngờ lại lạnh như vậy dịch từ đuôi dịch lên ạ. à. không ngờ không ngờ lại lạnh như vậy như vậy là mình có là ý đâu khé lạnh chút tả rồi chút ta lưu ý nó giống như, như trường hợp bên trên chút tà cộng với ngữ pháp không ngờ ngữ pháp không ngờ thì nó bắt đầu bởi nguyên âm nên là lúc này mình thành chu <laughs> u u không có bà chim nên thêm ria chul chul không ngờ mình có làm mù la tả mù la tả vô luôn mù la trường hợp này nó hơi hơi đặc biệt một xíu nha nó cái câu nó có hai vế luôn nên mọi nó hơi dài nên mọi người dễ bị nhầm lẫn ha 날씨가 안 ca anh chul chul ở đây nên đe ý đốt khe chul 이렇게 출줄 몰랐어요. 추울 줄 몰랐어요. 로이냐. Ví dụ số 3, tôi không ngờ bạn giỏi tiếng Hàn như thế. Ví dụ như là uh, nó nói là nó biết nói tiếng Hàn thôi, nhưng mà khi mình nghe nó nói trời ơi, nói hay quá. Không ngờ là giỏi tiếng Hàn vậy luôn á. Không ngờ là giỏi tiếng Hàn vậy luôn á. Kiểu vậy đó. Thì tôi chủ ngữ tôi không ngờ cái gì đó chủ ngữ lược bỏ đi không ngờ không ngờ không biết là mụ đưa tà không ngờ là mụ la tả rồi bạn không ngờ bạn giỏi như vậy hai đứa đang nói chuyện với nhau bỏ bỏ luôn giỏi tiếng hàn giỏi tiếng hàn ở đây mình có nói tiếng hàn là mình có là han gu hoặc là han gu ma -ru". 하다. 한국어를 하다 hoặc là 한, 한국말을 하다. Giỏi mình sẽ thêm cái từ giỏi vào giữa đây ha. 잘하다. Rồi như thế, thế 그렇게. Nè. Chuyển câu này sang câu tiếng Hàn. Tôi không ngờ bạn giỏi tiếng Hàn như thế. Ở đây chủ ngữ là tôi lược bỏ luôn. Thì bây giờ mình sẽ dịch từ đuôi dịch lên ha. Như thế 그렇게. Rồi, giỏi tiếng Hàn. han cung Mình dùng Hàn cung mà nha. Lưu ý cách phát âm nha, bà chim là cờ theo sau mờ chỗ này mình đọc ngờ. han cung mà han cung Ha ta, bỏ ta ra. Ta không có bà chim. Cái chỗ này không có bà chim thì mình thêm riêng làm bà chim cho nó. Chả. he tách một cái, chứ, không biết, không ngờ, 몰랐다. 지루요. 몰랐어요. 턱막, 뭐, 이얼 몰랐어. 그렇게 한국말을 잘할 줄 몰랐어요. 한, 그렇게 한국말을 잘할 줄 몰랐어요. 그렇게 해이미안아야안미안 미안. 어디 갔어? 그렇게 해라. 이문가, 대박! 죽! 대구물룩 한국말을 그렇게 잘할 줄 몰랐어요. Để tiếp tục bây giờ mình qua cái ngữ pháp số 2, cũng là một ngữ pháp hơi hơi khó đối với mọi người đó là ngữ pháp động từ khe ha tà lưu ý là hồi trước mình đã được học là tính từ khe ha tà một cách như thế nào đó khe một cách như thế nào đó ví dụ như một cách là đẹp một cách như thế một cách uh, uh, thoải mái thì lúc này có khe tính từ khe và hôm nay mình sẽ học với động từ khe ha tà Động từ khe ha ta thì cách chia rất là đơn giản tức là động từ mình chỉ cần bỏ ta mình thêm khe ha ta. Nó sẽ có hai cái lớp nghĩa. Mình có thể sử dụng với hai lớp nghĩa. Đây là cái thể gọi là thể gây khiến. Thể gây khiến tự nhiên sao cái mình giết cái tay mình nó bị rung rung, rung nó không có được ngay ngắn thể gây khiến mà nó có hai cái trường hợp cơ bản trường hợp thứ nhất đó là ép buộc tức là mình bắt ép người ta làm gì đó đó ép nó mang nghĩa là bắt nè ép nè kêu ai đó bảo ai đó làm gì đó ví dụ như là uh, bắt ai đó làm cái gì đó nha tức là làm sao các bạn ví dụ như là ép ép con ăn cơm bắt con không được chơi game hoặc là À, tôi cấm chồng tôi tôi bắt chồng tôi không có được uh, đi về trễ chẳng hạn hoặc là bắt uh, trời ơi, mẹ bắt tôi học tiếng Hàn đó, kiểu như vậy đó, bắt ép, bắt ai đó làm gì đó, khiến ai đó làm gì đó thì lúc này mình có là ép, bắt ép, bắt buộc ha. Và nghĩa thứ hai là mình mang nghĩa là cho phép. Tức là mình rắc ở tiếng Hàn nó gọi là rắc Ho rắc Mình cho phép ai đó làm gì đó. Ví dụ như mẹ cho phép tôi coi phim đến 10 giờ hoặc là Uh, mẹ cho phép dắt bạn gái về nhà chơi hoặc là uh, chồng tôi cho phép tôi đi chơi với uh, bạn đến 12 giờ đêm Như thế cho phép uh, cho phép ai đó làm điều gì, gì đó thì mình sẽ có thể sử dụng cái ngữ pháp Hà ta và lưu ý đối với chữ ép và cho phép cái ép này á cái chỗ ép này nè mình có thể ép không được làm cái gì đó ép không được làm gì đó mình có thể sử dụng kèm theo cái ngữ pháp là một động từ kia ha ta ấy tách ra nha một ke ta tức là ép không được bắt không được làm gì đó ha có thể thay một này bằng ảnh cũng được luôn hoặc là cái ảnh với một này nó có một cái thể khác đó là thể dài hơn đó là mình có là động từ chi một tha tả chi một tha thì lúc này mình có mình chia theo ngữ pháp kê thì chi một tha kê ha mình sẽ chia phía sau này ha hoặc là ảnh thì mình có động từ chi ảnh ha thì lúc này mình chia kê ha thì chi ảnh kê ha mình có thể chuyển đổi cái dạng của nó sang cái dạng này. bắt không được bắt không được ép không được làm gì đó bắt không được không được phép làm điều gì đó. Đó là trường hợp mà ép bắt buộc và mình có một cái lưu ý để cho mọi người dễ làm á, mình thấy nhiều sách rất là ghi ghi, ghi cái này rất là rõ. <laughs> mọi người hay bị nhầm lẫn giữa cái kê và cái r thì cái chỗ này mình nói thêm một chút, nó có đối với cái gọi là ngoại động từ trước đi. Ngoại động từ ngoại động từ là những cái gì các bạn ngoại động từ là những cái động từ mà nó đi một mình nó vẫn có nghĩa ví dụ như là Khada. đi các bạn nói các bạn đi thì nó vẫn có nghĩa ha ni ta vẫn có nghĩa đợi chờ khi ta đi ta khi ta đi ta đứng mình nó cũng có nghĩa thì hoặc là an ta những cái này nó đứng một mình nó cũng có nghĩa thì lúc này nó gọi là ngoại động từ nó không cần cái ư cái rư thì mình có thể gọi nó là ngoại động từ cái này nói một cách dễ hiểu thôi thì lúc này nó không có ư rư khi các bạn chuyển nó sang cái câu là ờ à, bắt ép làm gì đó thì các bạn có thể chuyển sang theo cái cấu trúc là danh từ một là làm chủ ngữ có bà chim thêm y nè không bà chim thêm ca nè bắt ép ai đó cho phép ai đó làm gì đó thì cái người đó sẽ là danh từ hai mình sẽ nó không có ư rư nên lúc này thì mình sẽ thêm ư rư cho nó và theo sau nó là động từ khê hà hiểu không, mọi người nó không có ư ừ", rư nên mình thêm cái danh từ hai nè là ép cái người nào đó người nào đó thì cái người nào đó sẽ thêm ư ừ", rư ví dụ như là mẹ cho cho phép ngồi ở cái ghế đó thì lúc này cho phép ai cho phép tôi ngồi ở ghế đó thì lúc này là nà rư Ừ, thì lúc này cái nả rư này Nó không phải là nả e Mà nó là nả ha Đối với những trường hợp là ngoại động từ Còn trường hợp là nội động từ là sao Nội động từ các bạn nghĩ đơn giản thôi Ngược lại với ngoại động từ Nó là nội động từ Tức là những cái động từ nào đó Mà nó không có đứng một mình được Ví dụ như là ăn cơm ăn cơm thì các bạn sẽ có là pap pu mộc tà thì cái động từ mộc tà này nó mang nghĩa là ăn cơm khi mà các bạn có cái ư rư này á thường cái này không phải là một trăm phần trăm ha cái này là tương đối thôi ha và tại vì cái từ khi tay đi nè đợi bạn gì đó thì đôi lúc mình đợi mình nói không thì cũng được nhưng mình thêm á cái bạn vô á đợi cái người nào đó vô á thì lúc này mình thêm cái ư rư vào cái danh từ chỉ người lúc đó nó nó là một cái phạm trù khác rồi nhưng mà thường tương tương đối thôi Mình tính tương đối không mang tính hoàn toàn nha papil một những động từ nào mà phía trước nó phải có cái danh từ bổ nghĩa nó mới đầy đủ nghĩa nó không có đứng một mình á thì lúc này mình cho nó là nội động từ thì lúc này nó đã có ư ri phía trước rồi thì mình sẽ không có thêm cái ư ri nữa mà làm cái gì đó cho ai đó mình sẽ chia là danh từ có bà chim thêm y nè không bà chim thêm ca nè danh từ một nha cái chủ ngữ này làm gì đây làm cái danh từ hai bắt cái danh từ hai ép cái danh từ hai thì cái danh từ hai này lúc này mình sẽ có là làm gì đó cho ai đó mình có là e kê bắt ai đó e kê sử dụng trong văn nói văn viết luôn và hạnh thê chỉ sử dụng trong văn nói thường mình dùng e kê hạnh thê là nhiều ha và cái danh từ ư rư động từ kê ha ta mình để thường mình sẽ chia theo cái dạng này tức là danh từ 1 bắt ép danh từ 2 làm cái điều gì đó. ha, lưu ý ha, các bạn ghi lại kỹ và các bạn ngẫm nghĩ ra một lần nữa mình nói không á đôi lúc á sẽ không có hiểu được hết nếu mà các bạn không chuẩn bị kỹ ha. Còn bây giờ mình nói xong rồi các bạn ghi lại và xem lại kỹ một lần nữa rồi mới làm bài tập thì lúc này mình sẽ hiểu dễ hơn ha, mình nắm dễ hơn ha. Có y r thì không thêm nữa và không có thì thêm vô là xong cái đó là ép cái người nào đó bắt người nào đó ví dụ số 1 như sau đừng bắt tôi đợi quá lâu đừng bắt tôi đợi quá lâu mình có bạn đừng có bắt tôi đợi quá lâu chủ ngữ là bạn đừng nè đầu tiên là đừng mình có ngữ pháp đừng động từ chi ta. và chia câu lịch sự sẽ là chi maityu nè ép ai đó làm gì đó nó có thuộc phạm trù số 1 cái uh, nghĩa số 1 nè bắt ép thì là có động từ kia ta mà ép ai các bạn ép tôi bắt tôi thì lúc này tôi đằng sau nó là động từ đợi là khi ta đi ta ép tôi thì tôi lúc này phía trước nó không có danh từ ư gì hết thì cái tôi này mình sẽ có là tôi là cho nè khi sử dụng thân mật uh, lịch sự và na khi sử dụng thân mật nè thì lúc này mình có là có bà chim thêm ư không bà chim thêm r ép ai đó cái này là danh từ hai mình đang đi ở cái ngữ pháp là nội động từ nha à, ngoại động từ mấy anh <laughs> ngoại động từ cái này mình ghi lại nha ngoại động từ là cái trường hợp số 1 hồi nãy á. ngoại động từ động từ của mình là chị ta đi ta rồi quá lâu quá lâu ở đây quá chỉ cái mức độ Độ muốn lâu mình có là u -re rồi chuyển nó sang câu tiếng Hàn như sau đừng bắt tôi đợi quá lâu chủ ngữ là bạn bạn đừng bắt tôi đợi quá lâu được bỏ chủ ngữ thì mình có là quá lâu trước quá lâu thì mình thường mình dùng là độ U đẹp mình thường không có dùng là Ure độ muu mà quá lâu mình sẽ có là độ muối đẹp rồi bắt tôi đợi ở đây bắt tôi đợi đợi là động từ này nè đợi những cái trường hợp này nó hơi nó hơi hơi rắc, rắc rối một chút và tại vì đợi này là động từ động từ nó sẽ đi cuối theo với ngữ pháp nên cái tôi này mình sẽ lấy ra mình bóc ra mình làm trước ha tôi tôi ở đây là cho mình dùng cho trong trường hợp lịch sử nha không bà chim cho rồi đợi là khi ta đi ta bỏ ta đi rồi bắt ép bắt ép là mình có là kê ta rồi bỏ tà ra đừng cái gì đó 지 말다 지를 서 치마세요. 네. 밥가 함께은 치라 지 말다 지아오요 치마라요. 거기 마 치면은 치배 치마. 치마. 지 치마. 마. 너무 오래 저를 기다리게 하지 마세요. 기다리게 하지 말아요. 기다리게 하지 마. Khi mình dùng thân mật chi mà thì cái lúc này là tôi á mình sẽ đổi thành nà Thì lúc này thân mật thì thân mật hết, lịch sử thì lịch sử hết kiểu như vậy đó. 너무 저를 오래 기다리게 하지 마세요. Ở đây mình bỏ mình thiếu thiếu chữ nọ rồi ha. 너무 오래 기다리게 하지 마세요. Trong trường hợp này mình có thể cái 저를 này mình có thể chuyển vị trí của nó xuống dưới đây cũng được Hoặc để cái vị trí trên đầu này cũng được ha 저를 너무 오래 기다리게 하지 마세요 Ví dụ số 2 như sau Tôi đã bắt bọn trẻ học tiếng Việt Ví dụ con mình là người Hàn Nhưng mình muốn mình bắt tụi nó học tiếng Việt Để sau này khi về Việt Nam mà biết nói Tôi đã bắt bọn trẻ học tiếng Việt Thì lúc này tôi là chủ ngữ nè Đã thì quá khứ nè quá khứ là mình có là at odd nè tôi là chủ ngữ hay mình đang nói trực tiếp với người ta thì bỏ luôn ha bắt ép cái gì đó thì mình có là ngữ pháp nè kê ha tả rồi bắt ai bắt bọn trẻ bọn trẻ lúc này là danh từ ai đều, hoặc là ai Đấy, học động từ học là mình có thể dùng là pê u tả hoặc là kita đi tả Học cái gì mọi người? Học tiếng Việt. Tiếng Việt là danh từ. Bổ nghĩa cho từ học nè. Thì lúc này danh từ có bà chim thêm ư. Không bà chim thêm rư. Tiếng Việt là gì các bạn? Việt Nam. Là Việt Nam. Tiếng Việt thêm chữ o cho nó vô. Việt Nam ở à? Lúc này mình sẽ coi cái bắt ai đó. Thì cái người đó phải thêm gì đây? Ở đây mình có ư. Rư rồi. Mình không thêm ư. Rư nữa. Mà mình sẽ thêm e. Thêm cái nào mà không có ư. R thì mình thêm ư rư vô còn trong trường hợp mà có ư rư rồi á, thì mình thêm ê kê tức là bắt cái danh từ hai nè bắt cái đứa nào đây bắt cái bọn trẻ nó lúi à xem lại cái ngữ pháp mình mới nói với mọi người và áp dụng vô đây thì nó sẽ y vậy dạ luôn rất là đơn giản chủ ngữ là tôi lượt bỏ luôn dịch từ lên tiếng việt tiếng việt là gì các bạn peter nam 어. Học Khung bu 하다. Rồi, bọn trẻ. Bọn trẻ cái này động từ là cuối câu rồi, vậy bọn trẻ quăng đâu các bạn? Bọn trẻ đẩy nó lên phía trước ở đây. Bọn trẻ là 아이들. Rồi, trợ từ của nó là 에게. 아이들에게 베트남어를 공부하다. Rồi, bây giờ là đến khung bu ha ke ha bây giờ quá khứ là đã đã bắt thì mình chia ha ta là thành là hết sò yu lưu ý chia đuôi câu này chia quá khứ là mình chia ở cái phần cuối câu ha mình không chia ở cái phần giữa giữa này ha mình chia đuôi ở cuối câu ai từ 공부하게 ghe pet na hết nè có thể thêm chủ ngữ là chê ga vào cũng được mà không thêm chủ ngữ cũng được nha chê ga ai <laughs> từ ghe 베트남어를 공부하게 했어요. Ví dụ số 3 như sau. Vợ bắt hoặc là vợ cấm chồng không được uống nhiều rượu. Ví dụ như là chồng bạn uống rất là nhiều rượu. Không Em cấm anh nha. Em bắt anh là không có được uống rượu nhiều nữa. Uống rượu nhiều rồi. về quậy mệt lắm. đây là chủ ngữ ở đây là vợ. Danh từ có bà chim thêm y không bà chim thêm ca nè. Vợ mình có thể sử dụng là à nè. Hoặc là wife. Nè, bắt cấm ai đó kia đã cấm ai đứa này là chồng nè chồng thì mình có là làm rồi chú chú ý nha chỗ này mình thêm ek hay thêm y là mình dựa vào cái đuôi này ha không được cấm không được gì đó thì lúc này mình nhớ là cấm không được cái gì đó mình dùng một hoặc là dùng ảnh Tuy nhiên là để mà nghĩ cấm đoán mình dùng một sẽ hay hơn ha uống là động từ nè bà si đã nhiều một cách nhiều nhiều gì đó mình có mà ni phụ từ mà ni rượu rượu là danh từ uống cái gì uống rượu bổ nghĩa cho từ uống lúc này danh từ có bà chim thêm ư không bà chim thêm r vậy thì mình có là có danh từ ư rư rồi thì cái đứa mà bị bắt bị ép sẽ thêm e kệ vậy rượu của mình là sư tiếng hàn là sư chuyển câu này sang câu tiếng hàn như sau chủ ngữ là ai vợ À, nè. Có bà chim thêm y không bà chim thêm cả À, nè cả Oh my god, bị gì Rồi, cấm chồng không được uống nhiều rượu. Mình sẽ dịch từ đuôi dịch lên thử ha. Rượu là sư. Nhiều. Nhiều là mà Rồi, không được uống nhiều. Không được uống nhiều mình dùng một ha. Rồi, uống mà xí đạng không được cấm mà si ha ta rồi bây giờ mình có thể chia đuôi hiện tại heo chia quá khứ hết đã cấm chia quá khứ hết sợ à nè gà cấm cấm ai cấm ông chồng thiếu ông chồng nè cấm ông chồng ông chồng nằm đâu ông chồng nằm ở đây Ông chồng mình có thể đẩy lên phía trước ha tại vì cái đuôi là cái đuôi luôn luôn là tính động từ rồi thì mình đẩy ông chồng lên phía trước nằm đâu cũng được hết á. Nhưng mà thường mình để sau chủ ngữ đi. 남편. Rồi lưu ý ha cái 남편 này trợ từ của nó là gì các bạn? 에게. 아내가 남편에게 술을 많이 못 마시게 해요. 못 마시게 했어요. 아내가 남편에게 술을 Một 많이 못 마시게 했어요. Đó là ngữ pháp khe ha ta mọi người nên luyện tập nhiều cái ngữ pháp này nha. Ngữ pháp này mình thấy khá hay và dùng rất là nhiều trong đời sống hàng ngày. Rồi, hội thoại hôm nay gồm như sau, mình sẽ đọc một lần thôi nha mọi người, đọc hai lần thì hơi dài. Hôm nay bị quay bị lố giờ. 우리 아이가 인터넷을 너무 많이 해서 걱정이에요. 걱정이에요. 불러도 방에서 안 나오고 컴퓨터 앞에만 앉아 있어요. 인터넷으로 주로 뭘 하는데요? 게임은 해요. 그런데 너무 폭력적인 게임을 하더라고요. 저는 우리 아이가 그렇게 폭력적인 게임을 할줄 몰랐어요. 그래요? 중독될 수 있어서 위험해요. 못 하게 하세요. 계속 얘기하는데도 말을 잘안 들어요. 다른 취미를 한번 찾아보게 하세요. 그럼 컴퓨터 덜할 거예요. 라덜할 거예요. 어 우리 아이가 인터넷을 너무 많이 해서 걱정이에요. Mình sẽ có cái gì đó à o so cho ta Mình có thể dịch từ đu dịch lên cũng được hoặc là dịch à, ô, so có nghĩa là vì cái gì đó nên mình có thể là vì cái gì đó nên tôi lo lắng hoặc là tôi lo lắng vì đều được ha. Dịch từ đu dịch lên thử nha mọi người. 걱정이에요. Lo lắng, ai lo lắng? Mình đang nói thì mình lo lắng thôi. Tôi lo, tôi lo vì gì các bạn? Vì cái chủ ngữ nhỏ của cái câu này nè. 우리 ai, 우리 là chúng tôi, chúng ta hoặc là tôi, ai là em bé hoặc là con hoặc mấy đứa nhỏ nhà tôi á. 우리 아이가 mấy đứa nhà tôi á. 인터넷을 너무 많이 해서 인터넷을 하다 là chơi lướt web hoặc là chơi trên mạng, 너무 là quá 많이 là nhiều, à, quá nhiều. Tôi rất là lo vì mấy đứa nhỏ nhà tôi nó lên mạng quá nhiều, nó chơi internet quá nhiều. 불러도 방 안에서 안 나오고 컴퓨터 앞에만 앉아 있어요 ở đây mình có là khu mang nghĩa là và cái hành động số 1 và hành động số 2 hoặc có thể mang nghĩa là rồi mà à, mang nghĩa thời gian ha. 불러도 ở đây mình có là động từ, tính từ, à o 두 có nghĩa là dù mặc dù cái gì đó mặc dù ở đây mình có là purta mang nghĩa là gọi ha purta ở đây mình có cái bất quy tắc của rư 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 theo sau nó là những ngữ pháp mà có ả à, o trong trường hợp này ngữ pháp ả à, o tu thì lúc này nó sẽ thuộc vào cái quy tắc là r-r. tức là ta sẽ thành là lo 또 trường hợp này mọi người nên xem lại cái phần bất quy tắc của rư thì sẽ hiểu rõ hơn cái chỗ này à. 불러도 dù tôi có gọi thì 방 안에서 안 나오고 방 안에서 에서 ở tại 방 trong phòng 안안 theo sau tính động từ mới nghĩa là không nào ta ra kêu hoài mà nó không có ra đó mà cú mà hoặc là và computer, computer là máy tính, app là trước, computer app trước máy tính. E ở tại làm gì đây? Ảnh dây a o i ta động từ a o i ta mang nghĩa là hiện tại tiếp diễn là đang cái gì đó hoặc là khi mình nói nói về cái hành động của người ta đang vẫn đang hành động đó thì mình cũng có thể dùng a o i ta mang nghĩa hiện tại tiếp diễn ha anh ta mang nghĩa là ngồi ngồi ở trước máy tính man danh từ cộng với man chỉ Tôi gọi ôi, hoài mà nó không có ra Mà nó chỉ ngồi trước máy tính thôi Nó ngồi đâm chiêu trước máy tính thôi không phải Computer 앞에만 앉아 있어요 Đó, rất là đơn giản Này, cái gì bị lộn Nó chỉ nha. chỉ ngồi trước máy tính thôi Internet으로 주로 뭐라는데요? 인터넷으로 trên internet hoặc là bằng internet internet là internet nè danh từ có và chim cộng với ru ừ, không có bà chim cộng ru ở đây mình có thể dịch với nghĩa là bằng cái gì đó bằng phương pháp bằng phương tiện bằng cái gì đó chủ ru mang nghĩa là chủ yếu à chủ ru chủ yếu mồi có nghĩa là gì từ viết tắt của từ mu trong văn nói thì mình hay nói là mồi 하다, làm Ninh đều động từ cộng với ninh đều mình đang hỏi thì hiện tại uh, nó đang là nó làm chủ yếu nó làm gì trên internet chủ yếu nó chơi gì ở trên internet vậy? thật tụi nó chủ yếu làm gì trên mạng vậy? Tụi nó chủ yếu làm gì trên internet? Rồi game mới này Game chơi game, ha biến thành động từ, tụi nó chơi game đó. đối lập ha. nhưng mà nó mu 폭력적인 게임은 하더라고요. Ở đây mình có đuôi câu là ha ra của động từ cộng với thò ra của Mình trải nghiệm, mình thấy cái gì đó, mình chứng kiến cái gì đó, mình làm cái gì đó xong mình thấy thì cái này là cái một phần giống như cảm thấy gì đó, thò ra Thì thấy làm cái gì đó thì thấy. đây là ngữ pháp học rồi nha. game ha chơi game. Ở đây, phong nhóc game. Ở chỗ này mình có định ngữ của danh từ á, danh từ

ủ cả chủ ngữ lớn và chủ ngữ nhỏ thì thằng chủ ngữ lớn mình sẽ thêm nên và thằng chủ ngữ nhỏ thì mình thêm ý cả tôi tôi làm gì đây các bạn ủ đi cả mấy đứa nhỏ nhà tôi á quay ra được cái đuôi nha tại vì cái đuôi là mình có là động từ thường nằm ở cái đuôi mỗi lát tà mỗi lát tà là không biết nè mỗi tà là không biết mỗi lát tà là không ngờ cái đuôi ngữ pháp không ngờ của mình à. tôi không ngờ là tuổi nhỏ nhà tôi á, game mà đã chơi game mà mang tính bạo lực như vậy, không ngờ là tụi nó chơi game mang tính bạo lực như vậy, không ngờ là tuổi nó chơi game bạo lực luôn á. rồi, 그래요 중독될 수 mèo 위험해요. 그래요 vậy hả? vậy hả? 중독, đã bị ngộ độc, bị nghiện á. động từ có bà chim thêm ư không bà chim real ta có thể làm gì đó có thể bị chúng đọc trung thuốc, thủy sư tả o so động từ tính từ o so vì cái gì đó nên vì ông mà tả nên rất là nguy hiểm nó có thể gây chúng đọc nó có thể làm chúng đọc đó có thể bị nghiện đó nên là rất là nguy hiểm một tha ở đây mình có một không thể ha tà làm không thể làm và mình có cái ngữ pháp mới học động từ kia ha buộc, ép hoặc là làm cho. Đừng có cho nó chơi. bụt bút tha ta. Ha kia ta không á thì mình có nghĩa là cho phép làm gì đó nhưng mà một tha kia ta thì không được ngăn cấm, bắt ép. Đừng có cho tụi nó chơi nữa. Ư động từ có bà chim cộng với ư không bà chim cộng với xe hãy ra lệnh. Khuyên nhủ, hãy hãy đừng cho tụi nó chơi nữa, bạn đừng cho tụi nó chơi nữa. 계속 얘기하는데도 말을 잘안 들어요 계속, một cái liên tiếp, liên tục 얘기하다 từ viết tắt của từ 얘기하다 là 얘기하다 rồi, cộng với ngữ pháp mới học ở bài trước ha động từ từ는데도 mặc dù là làm như thế nào đó nhưng mà kết quả là mà 잘안 들어요 mình hồi nãy mình có nói ở cái phần mà uh, gọi là cái phần <laughs> Hồi nãy có nói ở cái phần từ mới á, mang nghĩa là không nghe lời. Nó liên tục luôn mà tụi nó đâu có nghe lời đâu. 다른 취미를 한번 찾아보게 하세요. 다른 취미를 한번 찾아보게 하세요. Mình có 개하다, động từ ke mang nghĩa là hãy hoặc là khiến hoặc là cho phép gì đó. Ư세요. Ừ hãy bạn hãy cho tụi nó tả mình có cái ngữ pháp là ham bon cộng với động từ a o thử làm cái gì đó thử làm gì đó thử tìm sách tạm nghĩa là tìm thả lên thả nghĩa là khác chimi là sở thích bạn hãy để cho tụi nó tìm cái sở thích khác đi ví dụ như là bây giờ đọc sách hoặc là dắt tụi nó ra ngoài cho tụi nó chơi để nó bớt chơi game đó như vậy thì không thiếu thỏ cái máy tính à thôi thôi cộng với động tính từ thì lúc này là nó bớt hoặc nó đỡ ha tà nó đỡ chơi game hơn đó ư riêng coi ô động từ có bà chim thêm ư không bà chim riêng coi ô sẽ thì tương lai sẽ như thế nào đó ồ cho tụi nó tìm cái sở thích khác đi là tụi nó bớt chơi game liền à đó rồi bài tập hôm nay gồm những phần sau đây hôm nay mình bị lố giờ mình làm hơi nhanh mọi người chạy theo cho kịp nha giờ lên trung cấp rồi nói nhanh chút chắc cũng không sao ha giáo viên cho phép học sinh có thể dùng điện thoại trong giờ học này chủ ngữ là giáo viên xin xin nhiễm cho phép cho phép ép bắt buộc động từ kia tả nhớ các bạn nhớ hai cái lớp nghĩa ha một là cho phép làm gì đó hai là bắt ép làm gì đó ha cho phép ai cho phép học sinh cho phép học sinh thì cái thằng học sinh này các bạn nhớ à hc hc nhưng mà ek hay là Ư, ri thì các bạn phải dựa vào cái động từ phía sau nha. Có thể, có thể làm hành động gì đó. Động từ ư, ri, ita. Có thể hành động gì đó à? Dùng, dùng, sai, sử dụng. Động từ sư ta hoặc là sai, dùng, ha, ta, sai, sử dụng cái gì đó mà sử dụng thằng điện thoại thì thằng điện thoại bổ nghĩa cho thằng dùng sử dụng thì lúc này thằng bổ nghĩa sẽ là danh từ có bạch chim thêm ư không bạch chim thêm r ở đây có ư r rồi thì phía trước phải dùng e kế vậy thôi có gì đâu trong giờ học trong giờ học trong giờ học giờ học sẽ là swap shigan nó đang nói về thời gian thời gian thì mình sẽ có trợ từ là danh từ chỉ thời gian e có số hai ở bệnh viện không được phép chụp hình ở bệnh viện ở bệnh viện tại cái nơi nào đó làm gì đó ở nơi nào đó danh từ bệnh viện là không được phép mình có được phép chụp hình là mình có là gì các bạn được phép làm gì đó động từ kia hả đã được phép nè cho phép nè không được phép thì mình phải thêm một ở phía trước mà trong đây mình có động từ là gì các bạn chụp hình hình là sa chín chụp là xích tả rồi xong tự hiểu luôn mẹ bắt tôi không được về nhà quá trễ ví dụ như đi chơi khuya con không có được về nhà quá trễ đó nha nhà, nhà quá trễ cho ngoài luôn á mẹ mẹ chủ ngữ hả à, bắt ép cái gì đó động từ kia tả bắt ép cho phép cho phép này tôi tôi lưu ý ha cái thằng tôi này có dùng cái gì đây e hoặc là ư dựa vào thằng động từ phía sau không được cái gì đó lưu ý không được thì dùng một cộng theo cái ngữ pháp và động từ kia ha tà hoặc là ảnh kia ha tà rồi về nhà về nhà đi đâu về nhà chi mẹ đang ở nhà ha u tả đã về nhà mẹ đang ở nhà mà mẹ nói về nhà thì phải dùng u tà Tại đi về cái nơi mẹ đang nói ha. Quá trễ. Quá cái gì đó nộm no muốn Trễ của mình là mình có tính từ nịt tả. Nịt tả. Nịt tả. Một cách trễ thì mình nên dùng là nịt kẽ Đó là ngữ pháp tính từ kê. Mang nghĩa là một cách ha. Mới nói hồi nãy luôn á. Tôi cứ tưởng bạn ấy ghét tôi nhưng không ngờ bạn ấy lại thích tôi. Ví dụ như là... Uh, thấy nó đi lúc nào nó cũng liếc liếc mé mé mình hết em tưởng nó là ghét mình lắm nhưng mà ai ngờ nó lại thích mình nó nói với mọi người trời tôi thích nhỏ đó lắm nha tôi cứ tưởng cái gì đó nhưng mà không ngờ là cái gì đó thì mình nhớ là dùng ngữ pháp gì mọi người nè động tính từ ai da tách một cái ai da tách một cái chữ à cứ tưởng nhớ chia quá khứ chỗ này nha không ngờ thì biến nó thành một lá tả rồi thích thích ghét cái gì đó thì quá đơn giản luôn. Tôi cứ nghĩ học tiếng Hàn khó nhưng mà học rồi thì thấy nó không khó như tôi nghĩ. Giống giống kiểu là tôi nghĩ là khó nhưng mà ai ngờ khó khó như khó hơn tôi tưởng tượng này hơi hơi bị uh, hiện thực hóa. Tôi cứ nghĩ học tiếng Hàn khó. Tôi chủ ngữ là tôi à cứ nghĩ cái gì đó nghĩ nghĩ cứ tưởng cứ nghĩ nó là arata à, nè học tiếng hàn cái việc học tiếng hàn thì mình có là tiếng hàn là han gu học tiếng hàn khung bù chủ ngữ han gu khung bù cả khó tính từ ở đọc tả nha nhưng nhớ là hai vế nó đối lập nhau thì mình có thể sử dụng là chiman man hoặc là ưn nhiên học thì thấy làm cái gì đó thì thấy thì mình có là động từ thà cả thấy cái gì các bạn không khó như tôi nghĩ như cái suy nghĩ của mình á thì mình dùng là senka rồi khó mình có là o xong đó đây là tất cả những gì của ngày hôm nay rồi ta nếu có thắc mắc hoặc góp ý thì mọi người nhớ comment bên dưới mình sẽ cố gắng trả lời trong thời gian sớm nhất nha anh nhan